dành cho đàn ông khó khăn nếu một người đàn ông kể khổ thì không ai quan tâm nói mình vất vả thì cũng không ai quan tâm bảo mình trầm cảm thì vẫn không ai quan tâm không ai quan tâm đến cảm xúc của đàn ông nên đàn ông cũng đừng mất thời gian suy nghĩ về cảm xúc của mình cứ làm việc cần làm nếu buồn đứng dậy làm nếu trầm cảm đứng dậy làm nếu tuyệt vọng đứng dậy làm. Và nhớ những điều sau đây. Thứ nhất, khi ngủ dậy, khi tắm, tự nhìn vào bản thân trong gương 15 phút, đứng thẳng lưng. Thứ hai, không bao giờ khóc lóc, không bao giờ phàn nàn. Thứ ba, không tìm đến phụ nữ để tâm sự chuyện buồn. Chỉ đàn ông mới hiểu được nhau. Chỉ đàn ông mới không đánh giá thấp nhau. Thứ tư, nếu thất bại 7 lần và đứng lên 8 lần, thì bạn đã có giá trị hơn 80% những thằng giàu có. Thứ năm, quan trọng nhất, đó là bình tĩnh, cày quốc. Nghe theo trái tim mình và tự nói với bản thân là, thời của tôi sẽ đến. Tôi làm được.